bên em. À, ở đây em có một con 70 lút đang cũng lúa ngã các bạn em ơi, không có mà cái nói mà lúa đứng. Chào các bạn, hôm nay qua chú đứng cho các bạn coi, ở đây không có anh em ơi, ở đây lúa ngã luôn. Đây nè. 70 lút anh em. Đứng mình lên các bạn ơi. Má này gõ long bình. LED. Rồi. Đó. Này hơi lúng luôn anh em, đất này lúng à. Lúng ở cái đầu giạc trương rồi ha. Ở đây rất là nhiều máy luôn, không phải có một con 70 lút này đâu nè, lúng ngã luôn nha anh em. Thì bên kia có con 100 thấy không? Đó. Để cho 70 lút chạy nhanh lắm các bạn. Đây con 105 vàng vàng đó là nãy mình mới quay các bạn. Rồi, tiếp theo mình sẽ các bạn coi con 70 lút ha. Thì cánh đồng này ở đây khoảng 4-5 chiếc anh em ơi. Còn sau lưng mình thì cũng 4-5 chiếc nữa, cũng khoảng trên chục chiếc rồi đó. Mà tính mấy gần gần thôi, ba cái sai sai không tính anh em. Cánh đồng này còn rất là lớn, cánh đồng này có chừng 3 ống bữa nữa mới rồi. Rồi, chạy quá chạy anh em ơi, đây chú ngã nè. 70 lút tại cái hàng ta cứ ưa chuộng lắm các bạn. 70 lút rồi đó. Rồi qua cua cắt bông anh em ơi. Để kỹ ha. Rồi anh chăm lúa ảnh sực cái xung khuôn lúa vòng ba trong đó đứng trong đó kìa các bạn ơi. Rồi chả ngẹn, bị ngẹn cái quái cắt bông anh em. Rồi ngẹn cái cặp của đợi rơi không. Đây mình quay xong con này, mình sẽ quay con hai các bạn coi con 100 lít đuôi tốc độ với con 70 mua chằn. 70 chằn tốc độ ghê lắm nghe nè, không khi giải con 93 thêm 100 lít chưa chắc ăn 70 mua chằn con kia đâu. Bây giờ anh có mua rồi các bạn ơi, lúc trước anh mua chằn, bây giờ anh có mua rồi. Cánh này mình mới quay cánh này như là lần đầu tiên anh em, còn lúc trước mình quay chiếc 100 là bờ bên sông ngang qua. À, đang chiến lúa ngã 70, hàm 70 rất là nhỏ thì rất là đỏ. Ở đây thì đất ở đây thì nói chung không có ngập nước anh em ơi. Ở đây đất ở đây bị sẹp thì sẹp, ta xả nước ta khô ta chạy chứ không bị ngập nước như mấy cái vùng theo anh ở Kiên Giang ha. Bên kia là 70 Việt đó các bạn. Bây giờ chạm độ cũng ghê lắm nghe nè. Còn bộ phai đường đó là anh 70 lút anh xong rồi các bạn ơi. Nhưng mà sẹp quá sẹp. 70 lút xài động cơ với 2403 nghe nè. Rồi đang chiến lúa ngã đồng ô đông dĩ. Châu Phú chắc Châu Phú ăn dao các bạn ơi. Chó chạy rất là dữ dội. Máy mới có khác anh em rồi, hơi quá thôi. Tè tè. Mùi nóng như anh em. Con này nói chung cái bô nằm dứng, cậu ra khối đen luôn anh em, nó giỡn đâu. Cửa này nặng chạy lắm các bạn ơi, máy này 70 lút mà chạy ra khối đen nó ghê chưa. Bè bè đó, ghê quá anh em, lúa là giờ trúng à. 70 là cái hàng miền Tây này ưa chuộng dữ lắm luôn, họ xài rất là nhiều. Đây chạy nhanh anh em ơi. Khá nhanh.
xẹp bên đây bánh tráng anh em ơi. Ôi, xin chào các bạn, thì trước tiên thì mình giới thiệu các bạn miếng đất này như sân vận động sân bóng đá anh em. Đây. Đó. Thì xa xa là con bảy mươi theo đang vô cắt, thì mình giới thiệu trước cho các bạn coi miếng đất ha. Đây, miếng này không biết làm sao. Thì nó khô dắt miếng bên hông mình đứng này nè. Đó, ở đây có một chỗ ruộng với mấy ông anh máy cắt là nó. Bên kia 70 lúa. Thì miếng này nó xẹp như bánh tráng các bạn ơi. Rồi, máy đang vô nè anh em. Thì đây là con máy sẵn cắt miếng này, thì giới thiệu các bạn miếng này. Đây, bên đây lúa bên đây là nói chung là đất này sập mà đúng rồi anh em, còn bỏ ra nguyên một đường cắt tay đó, còn bỏ nguyên đường được các bạn, rất là sập, rất là lúng, đúng là chạy chào xịn đó anh em, quay cua không được nè, không quá khó nè, cái này mình không có quay được tại không biết cắt hồi nào. Bữa nay mình lên đây nó cắt rồi các bạn ơi. Đây 70 lút đang vô chiếm dưới cái khuôn này tiếp tục anh em ơi. Quá này sập cho bánh tráng các bạn ơi. Rất quá đúng. Ra khối luôn, mấy chục cô mà chạy ra khối luôn, thấy ghê không? Rồi đang ra các bạn ơi. Về cảnh 70 lốt đang chiến lúa ngã nằm bánh tráng các bạn. Rồi cảm ơn các bạn xem video của mình.